À, xin chào các bạn cùng đến với kênh Hưu Trục Vlog. Mời các bạn cùng theo chân các thợ ong rừng. Đâu? À, có một tầng cùng mặt nè. Mặt nhiều chết hả? Lần đầu tiên xem lại. Lần đầu tiên thấy rồi. À, đi rừng đấy. Các bạn thân mến, hôm nay đi rừng theo mấy anh em đi có làm. Để đi từ Kon Tum là 4:30. Bây giờ là gần 6 giờ. Con nào bay đây? Nó đang quay đấy đẹp không? Các bạn thấy không? Bây giờ trời mới 7:20. Đây, xa thầy thì đến đây. Các bạn, tôi đi lần đầu chưa đeo mũ trùm, đứng đây mà nó đốt tháng này đỡ bệnh khớp. Ong này ong nhỏ nên nhiều khi nó đốt một vài cái không gì đấy. Con ong tôi quay. Thấy cục mật chưa? Thấy mật không? Đâu? À, có một tầng cục mật nè. Mật nhiều chứ, để em lấy ra cho con. Anh giữ cầm một tay, anh cầm cái giữ cái quay xôi. Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên xem lại. Lần đầu tiên thấy ổ ong. Các bạn nào quan tâm ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1, hôm nay bữa đầu tiên cũng may là gặp được một tổ này. Mới bắt đầu vào rừng thôi. Thì bạn nào quan tâm thì ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1 thì thi thoảng tôi đi. Thấy mặt chưa? Đấy. Mặt, đấy. Toàn mặt đúng không? Ui rồi. Từ từ để cứ chụp. Đấy, thấy không? Chụp. Cứ cầm lên, cứ chụp kiểu ảnh. Thấy chưa? Dạ. Cho vào sâu nhé. Cái tầng nhỏ nhất này thì nó có mặt đúng không? Toàn mặt nhỉ? Nhỏ nhưng nó kinh, theo dõi nó quay từ. Dạ. Yeah. Theo dõi nó quay, nó cứ đúc cuống đất này nha. Thế là anh mới biết là dân rừng không? Rồi thì cũng thấy đấy mà bảo vợ. Ừ. Rồi đi theo. Hai mặt nguyên nha. Ừ, ui, ui, mặt đã chưa? Nguyên mặt không? Ừ. Thấy không? Ui. Đục mấy cái này rồi. Mặt nó rớt rồi. Kệ nó anh, em lấy cho nó thôi. Nó còn trên cao. Nó còn đang ở trên cao anh nữa. Cái gì? Nó đang đóng lên trên cao này. À. Anh có cái chai nước đây. Để anh rửa đi ăn. Nhưng mà còn phải lấy nữa, nó còn nhiều lắm, nó rộng lắm. Lấy nước rửa. Anh rửa cái tay. Em mình lấy, em rửa cái tay em chọt nó lại. Rồi hai anh em đi qua kia lấy. Ở bên kia không được. Ôi. Anh cho em xin chí. Được, vừa thôi. Rót nó vừa để rửa. Nữa đi tinh. Rồi anh. Rồi em đào ra đây cho anh quay cho thoải mái. Anh cắt cầm máy thì phải giữ cái số cho em ngay nó rớt nha. Bỏ cái nước đấy. Dốc dốc này năn cả người ở máy. Ui. Mình thấy ong rừng khổ lắm anh ơi. Để mặt ngon đây chứ. Các bạn thấy không? Được hai tầng cho vào đây rồi. Ê. Cái này nó gọi là ong gì? Ong lỗ. Ong đất. Nhưng nó vẫn như là ong. Dạ. Ong mặt đấy thôi đúng không? Thì vẫn như ong mặt bình thường thôi. Ong rừng mà. Ừ. Nó không làm trên cây mà nó làm dưới đất đúng không? Dạ, trên cây có loài ong lên cây. À. Dạ.
Ôi cái chỗ mà tôi câu cá ở hồ thôn ba, ở cái bờ vỡ sắn có mấy nọ nhá. Đó là con ông nuôi á. Hả? Con ông nuôi á. Đâu nó ở bờ đất bờ sắn mà. Có không? Có ổ lỗ đây á hả? Được, con nọ đầy con này nó bay ra này. Ở đâu? Ở cái hồ thôn ba trong ấy. Đang uy mà tôi đi câu đấy. Hôm tôi thấy vào ở chỗ này có nọ ăn. Cái này thì có con là ít mặt hơn đúng không? Đấy các bạn. Cái đất à nó làm bám đất luôn. Ui rồi mặt chảy ròng ròng. Ui mặt. Các bạn thấy không, đi nấy ông rất là vất vả, neo trèo. Em tôi bỏ cái này đi ra, nhớ. Cái này bỏ à? Dạ, bỏ. Cái này ăn ngâm rượu thì sẽ gây hộp ngâm, không có thôi. Những cái này thì bỏ này các bạn, nó có con này. Dưới đây nó trông này phải mặt không? Mặt đấy chứ, mặt đấy. À, mút đây, cái này ngọt ngọt các bạn. Ui, nhưng mà không cẩn thận mút nó lại mồm, nó có mùi mặt, nó tương vào mồm nhau. Sao đâu, nó tương là nó tương rồi. Nó không tương là không tương. Chứ rồi, mình đụng vào mặt nó bay ra đây rồi. Sao đâu. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ông này, ông mãi ông quen. Ui, cầm tí nó nhây mặt này. Cái tôi đốt tay thì đen xì. Mặt đây rửa tay thôi. À con ong này, cũng như con ong mặt đấy. Ui cái tăng này to phết đấy, nhưng mà à đấy, cắt bỏ những cái này. Nó phải lấy cái mặt. Cái mặt thôi. Hai mặt này, thấy không? Trong đây là có mặt này anh. Đây này. Nhưng mà bây giờ nó có cái này á, mình không có thể lấy được. Đập đập dậy ra này. Thấy không? Đập nó lấy chứ gì? À lấy mặt chứ nhỉ? Còn những cái này là bỏ. Cái đó là mình không có lấy. Nó sâu quá. Các bạn không biết những cái này có làm mồi câu cá được không biết? Được, biết. À? Biết. Thấy không, câu cá lấy con ong nó về câu ấy. Rồi đó, tôi vừa thử một tí mặt thì bị nó bu đây à? Không sao đâu, ông yên tâm đi. Đây này, con của nó như thế này, cái loại ong này con nó này, đây tôi quay gần đây các bạn xem cái con. Đấy, đây này, con nó như thế này. Thực tế nó cũng như con ong mặt nuôi thôi, nó bằng ở đấy. Nhưng nó làm tổ dưới đất. Đây là con ong rừng. Còn đây là ong rừng. Ong kia là khác. Úi giời, nó bay bu bu vòng quanh. Anh đang lấy ổng lỗ đây mà. Những cái này là có con đúng không? Dạ, cái này là con này. Cái này mà đi câu. À, mình không có cái vừa bắn mà sách tí mà mình làm vừa câu được. Mang về mà đi câu. Hả? Mang về lấy bánh mà đi câu. Đây là có cái vừa bắn mà tủi nhỏ. Bắt cũng được được à. Bắt cũng được. Bắt hả? Nó về bên kia mẹ rồi. Các bạn ạ, à, có cái túi bóng này. Thì thợ ăn người ta thường người ta bỏ cái này. Thì tôi nhặt về khả năng làm mồi câu của cá. Thôi mình cứ nhặt tại đi, mình về mình gỡ. Em câu cá. Con này câu cá là nhích. Đấy. Về rõ ra câu cá. Ôi giời, thế thì bỏ nhiều thế này. Mình cuối cùng mình nhặt một bì về làm mồi câu cá.
không biết là cá có ăn không được đó. Giờ đi sao cái đường quay hôm bữa vô à, sách nó dính cái mặt này mà ui xịt nước đốt để gỡ được những cái con này mà bóp mồi hết được chưa, xong rồi rồi. Các bạn ạ, tôi xách một đùm cái này đi sao không, cái chuyện kia không ơi về gỡ con câu cá thì người đang bay hôm bữa nó bay về đây nữa, nó bay về đây ô phải nhưng mà phải dừng con à, con cái rồi cho thì con ông thợ nó đi làm mặt lấy cái mũ ra nó dứt mắt đây này là con ông mặt rừng này anh thấy chưa, nguyên chất này trong này rất nhiều con cái nó các bạn thấy chưa. Đốt một phát thì khỏi bệnh khớp. Thế là xong một tổ. Các bạn thân mến, hôm nay đi theo mấy ông thợ rừng đi bắt ong, tìm ong. Ong rừng ở Kon Tum, đây là địa phận huyện Sa Thầy. Từ Kon Tum đến đây chắc khoảng 4-5 cây. Thì tôi sẽ chụp cái vị trí gúp mát lên đây. Tôi đội một cái mũ này, khá nóng, áo mang áo lạnh đi khá là nóng. Đấy, một anh bạn ở dưới kia, còn một đứa trên này đang tìm đường ong bay. Về nguyên tắc thì người ta đi, ví dụ như đứng ở đây nhìn về hướng mặt trời thấy ong nó bay thì là về hướng nào là mình tìm hướng đấy. Như tất nhiên ở rừng đây người ta đốt làm rẫy, đây người ta trồng mì, cây rất nhỏ này, người ta đốt rẫy nó cháy. Các bạn thấy cháy hết chưa? Đây, để chuẩn bị cho trồng mùa trồng mới. Thì hiện tại thì tôi cứ đứng đây đã. Đấy các bạn nè. Đi rừng. Dưới này thì rất là độ dốc rất dốc này. Cái dốc này có khi phải 4-5-50 độ. Thì các bạn so với cây nó thẳng đứng này. Đây này. Cây thẳng đứng này. Độ dốc này xiên khoảng 4-5 độ. Đấy tôi để độ dốc này. Thì trải nghiệm đi theo anh em đi rừng thì có những gì ở rừng núi thì mình quay lại. Thì thứ nhất là cũng ghi nhận lại những hình ảnh của núi rừng. Thì bởi vì nó một vài năm nữa chắc người ta cũng phá hết, như bên kia người ta đốt hết, đốt rừng hết rồi. Đấy, thì bây giờ nào anh em ong thì vào tháng 3, tháng 4 hình như tháng 3 âm lịch là mùa ong. Đấy, mời các bạn cùng, bạn nào quan tâm thì ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Mật vàng ươm. Ôi